Xin chào quý khán giả thân thuộc của An Tâm Sống Khỏe. Củ dền từ lâu đã nổi tiếng với những lợi ích tuyệt vời về sức khỏe cho hầu hết các phần của cơ thể. Ăn củ dền đỏ giúp chống ung thư, cải thiện gan, chống lại viêm nhiễm, trị viêm loét dạ dày, cân bằng huyết áp, giúp bài độc, chống đột quỵ và ngừa bệnh tim. Được biết đến là một loại bí quyết đỏ vừa chăm sóc sức khỏe vừa làm đẹp tự nhiên, đã được trồng để làm thức ăn từ thời cổ đại. Cả lá và rễ của loại thực phẩm này thì cũng đều có thể ăn được. Dù củ dền là một trong những siêu thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, nhưng bạn cũng nên cẩn thận khi dùng loại củ này, bởi nếu không cẩn thận có thể dẫn tới tử vong. Những nguy hại và tác dụng phụ có thể gặp khi dùng củ dền sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thông báo có trẻ phải nhập viện cấp cứu do tím tái, suy hô hấp vì bị ngộ độc nitric. Cách đây khá lâu, hai bệnh viện nhi tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo khẩn cấp tình trạng các bà mẹ dùng nước nấu củ dền pha sữa cho trẻ dưới 6 tháng tuổi bú, làm các cháu bị ngộ độc rất nặng. Tình trạng trẻ bị ngộ độc nước củ dền sau đó thỉnh thoảng lại xảy ra do các bà mẹ thương con, nghĩ rằng nước củ dền có màu đỏ là bổ máu, cứ thế dùng pha sữa cho trẻ sơ sinh bú. Các vụ việc trong và ngoài nước xảy ra nêu trên thực chất do cùng một nguyên nhân là trẻ đã bị ngộ độc nitrat nitric. Nitrat nitric là tên gọi của hai hợp chất vô cơ là muối kali hoặc muối natri của hai ion natri NO3 và nitric là NO2. Thật ra ngộ độc ở đây là ngộ độc nitric, nhưng do nitrat nitric có thể chuyển hóa lẫn nhau nhờ phản ứng hóa học và cả phản ứng sinh học nên nitrat biến thành nitric gây ngộ độc. Vì thế, gọi chung là ngộ độc nitrat nitric. Trước hết, vì sao củ dền, cà rốt gây ngộ độc nitrat nitric ở trẻ? Củ dền, cà rốt là loại rau củ chứa rất nhiều nitrat nitric. Trẻ dưới 6 tháng tuổi có một số đặc điểm sinh lý khác với trẻ lớn hơn và người lớn. Trong đó, sự chuyển hóa các chất, đặc biệt là chất độc chưa hoàn chỉnh. Nếu cho trẻ dưới 6 tháng tuổi bú sữa với nước pha củ dền, cà rốt, trẻ sẽ uống phải một lượng lớn nitrat nitric. Riêng nitrat cũng sẽ bị các vi khuẩn ở đường tiêu hóa chuyển thành nitric, cộng với nitric đã có sẵn, phân tán khắp trong máu của trẻ. Nitric có tác dụng oxy hóa hemoglobin chứa trong hồng cầu. Hemoglobin hay huyết sắc tố là chất làm cho hồng cầu có màu đỏ. Biến hemoglobin thành methemoglobin. Do methemoglobin không thể làm nhiệm vụ cố định và chuyên chở oxy hay thán khí giống như hemoglobin, nên trẻ bị ngộ độc nitric mặc dù vẫn có đủ không khí để hít thở bình thường nhưng sẽ khó thở, tím tái, suy hô hấp. Trẻ lớn hơn và người lớn dùng củ dền, cà rốt không sao bởi vì cơ thể có khả năng chuyển hóa, giải độc tốt hơn, sẽ khử được methemoglobin biến trở thành các chất hemoglobin, trong khi trẻ dưới 6 tháng tuổi thì sự giải độc này rất chậm và khó khăn hơn nhiều. Cũng có trường hợp trẻ lớn vẫn bị ngộ độc nitrat nitric bởi đã ăn uống quá nhiều cà rốt. Theo báo cáo của bệnh viện, trẻ đã ăn uống cà rốt ngày 3 bữa và dùng trong thời gian dài, lượng hấp thu nitrat nitric quá nhiều, cũng không loại trừ trường hợp trẻ bị ngộ độc suy giảm hệ thống enzyme chuyển hóa chất độc. Bên cạnh đó, ăn củ dền có thể làm cho nước tiểu có màu hồng, đỏ, một hiện tượng vô hại nhưng thường bị mọi người vẫn nhầm lẫn với máu và nước tiểu. Nói chung, việc hấp thụ củ dền an toàn và không có tác dụng phụ lớn. Tuy nhiên, đối với những người có một số tình trạng sức khỏe đặc biệt hoặc gặp vấn đề về di truyền, ăn củ dền có thể gây ra một số phản ứng phụ thuộc từ nhẹ đến trung bình. Bạn có thể tham khảo một số tác hại của củ dền ngay sau đây. Nước tiểu màu hồng. Khoảng 10 đến 14% người ăn củ dền khi đi tiểu sẽ thấy nước tiểu có màu hồng hoặc màu đỏ. Đây không hẳn là tác hại của củ dền. Tuy nhiên, nước tiểu pha màu này có thể đáng báo động vì chúng trông giống như nước tiểu có đầy máu và có thể kèm theo nhiễm trùng đường tiểu. Tình trạng này phổ biến tới mức có một thuật ngữ y khoa gọi là bituria. Nước tiểu có màu hồng khi ăn nhiều củ dền đỏ. Có giả thuyết cho rằng bituria đôi khi được gây ra bởi một gen hoặc một tập hợp các gen lặn, nó cũng liên quan đến tình trạng thiếu hụt sắt trong cơ thể. Bituria có thể xuất hiện và biến mất phụ thuộc vào số lượng sắc tố trong củ dền,
ăn vào phụ thuộc vào dạng mà chúng ta được tiêu thụ cũng như lượng chất sắt cần thiết cho cơ thể. Phần đen Bituria đôi khi cũng ảnh hưởng đến chuyển động ruột của bạn. Sắc tố màu đỏ trong củ dền có thể làm cho phân của bạn trở nên đen lại. Thậm chí, đôi khi bạn còn chứng kiến các vệt máu đỏ đáng ngờ khi bạn đi cầu, hoặc nhìn thấy những vệt tương tự như vệt do bệnh trĩ hoặc vết nứt hậu môn. Sỏi thận. Củ dền khá giàu axit oxalic, axit oxalic hay oxalat, còn có thể gây cản trở việc hấp thu một số dưỡng chất nhất định như canxi. Một số các bác sĩ tin rằng có mối liên quan giữa việc tiêu thụ các thực phẩm có oxalat cao và sự hình thành sỏi thận đa dạng canxi oxalat. Tuy nhiên, tờ New York Times cho rằng những người bị bệnh thận không nên loại bỏ các thực phẩm có oxalat cao trong chế độ ăn uống mà không có một khuyến cáo cụ thể từ bác sĩ. Sỏi mật. Mặc dù không liên quan đến sỏi mật, nhưng sỏi mật cũng được hình thành từ các tinh thể axit oxalic. Do đó, bác sĩ có thể khuyên bạn tránh ăn các thức ăn có chứa nhiều chất oxalat như củ dền nếu bạn dễ bị sỏi mật. Một lần nữa, nếu không có khuyến cáo cụ thể từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên loại bỏ củ dền hoặc các thực phẩm có oxalat cao khác. Hạ huyết áp. Nước củ dền có thể làm giảm huyết áp. Điều này có thể cần thiết trong một số trường hợp người bệnh muốn hạ huyết áp. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phối hợp thường xuyên nước củ dền và thuốc như Vira, chúng có thể khiến huyết áp hạ thấp quá mức bình thường. Thêm vào đó, nếu người dùng bị giãn tĩnh mạch, thì việc ăn củ dền quá nhiều có thể khiến bạn gặp các vấn đề về tĩnh mạch. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi bạn tiêu thụ một lượng củ dền quá nhiều, có thể dẫn đến các vấn đề về hệ tiêu hóa. Một vài lời khuyên dành cho bạn là bạn nên uống khoảng 15ml đến 30ml nước củ dền lúc đầu, sau đó trộn phần còn lại với các nước ép khác để cơ thể có thể dễ dàng điều chỉnh hơn. Điều này có thể gây trở ngại cho những người có hệ đường ruột nhạy cảm, đặc biệt là những người bị hội chứng ruột kích thích. Các tình trạng liên quan đến sắt và đồng. Người bệnh thừa sắt hoặc bệnh Wilson nên tránh tiêu thụ củ dền quá mức do khả năng tích tụ sắt và đồng. Bệnh thừa sắt là một dạng bệnh quá tải sắt, trong khi bị bệnh Wilson là một rối loạn làm cho cơ thể không thải được lượng đồng quá mức. Các phản ứng tương tác liên quan đến củ dền. Betanin thường có các phản ứng phụ nhẹ bao gồm buồn nôn, khó tiêu và tiêu chảy. Tuy nhiên, những người bị bệnh thận nên tránh betanin vì nó có thể làm tăng mức cholesterol toàn phần khi dùng cùng với acid folic và vitamin B6. Người ta thường khuyên dùng betanin kết hợp với những chất vitamin này cũng như vitamin B12. Những người béo phì hoặc thừa cân cũng cần phải đi khám bác sĩ trước khi dùng betanin vì nó có thể làm tăng nồng độ cholesterol. Những người bị bệnh thận cần thảo luận về việc dùng betanin với chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Ảnh hưởng trong thời kỳ mang thai. Theo Myocullin, phụ nữ mang thai nên tiếp nhận betanin với sự thận trọng vì hiện vẫn còn thiếu những thông tin an toàn về việc sử dụng củ dền thường xuyên ở phụ nữ mang thai. Hàm lượng đường cao. Mỗi 100g củ dền thô có gần khoảng 7g đường. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng trong khi chỉ số glycemic, chỉ số đường huyết của thực phẩm của củ dền dao động ở mức trung bình 64, thì lượng đường huyết đo lường trên thực tế của củ dền trên cơ thể tính cả hàm lượng carb chỉ là 5. Vì vậy, bạn có thể sử dụng củ dền một cách an toàn nếu không có đường bổ sung. Bạn chỉ cần chắc chắn rằng sử dụng cân bằng củ dền với các thực phẩm khác và giữ được lượng đường cùng với lượng carbon hydrate trong ngày ở giới hạn an toàn cho sức khỏe. Chắc chắn ngay từ lần gặp đầu tiên thì củ dền đã có thể tạo được thiện cảm lớn đối với mọi người nhờ vào màu đỏ tím bắt mắt. Và đằng sau vẻ đẹp ấy chính là những tác dụng cực kỳ tốt mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua. Củ dền chứa nhiều dưỡng chất cần thiết như vitamin B, sắt, mangan, v.v. giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời ngăn ngừa các bệnh mãn tính nguy hiểm. Dưới đây là một số điều tuyệt vời và đáng ngạc nhiên xảy ra với cơ thể của bạn khi ăn củ dền. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Củ dền không chỉ có tác động tích cực đến huyết áp của bạn mà còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Loại củ này rất giàu chất alkaloid, thực vật gọi là betanin, cũng như vitamin B, folate, giúp làm giảm mức độ hormone creatinine trong máu,
giảm nguy cơ tổn thương động mạch. Cải thiện huyết áp. Củ dền chứa nhiều nitrat, cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide, một hợp chất giúp giảm mạch máu, giúp máu mang oxy và dưỡng chất đi khắp cơ thể. Điều này có nghĩa là lưu thông máu tốt hơn, có thể hạ huyết áp. Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện vào năm 2012 cho 13 người uống chỉ một cốc nước củ dền đã làm hạ huyết áp tâm thu của họ. Não có thể hoạt động tốt hơn. Nitric oxide làm giãn mạch máu, từ đó làm tăng lưu lượng máu tới não, có thể giúp tăng cường chức năng não. Điều này đặc biệt quan trọng với những người có tuổi. Vì nghiên cứu cho thấy khả năng tạo ra nitric oxide sẽ giảm khi chúng ta già đi, cùng với sự trao đổi năng lượng và hoạt động của neuron trong não của chúng ta. Vì vậy, hãy cho não của bạn ăn củ dền. Trong một nghiên cứu nhỏ năm 2010, 14 người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, độ tuổi trung bình là 74, ăn một chế độ ăn chứa nhiều nitrat, bao gồm nước củ dền, trong 2 ngày đã có nhiều dòng máu chảy vào thùy trán của não, một khu vực được biết là có liên quan tới các kỹ năng hoạt động điều hành như tập trung, tổ chức và chú ý đến chi tiết hơn so với khi họ ăn một chế độ ăn ít nitrat. Hỗ trợ gan tốt hơn. Gan của bạn phải làm việc nặng nề để làm sạch máu và thải độc cơ thể. Bạn có thể giúp gan đỡ vất vả hơn bằng cách ăn củ dền hàng ngày. Nghiên cứu cho thấy betanin, một axit amin tìm thấy trong củ dền, cũng như rau bina và guitra, có thể giúp ngăn ngừa và làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy những con chuột ăn củ dền có hàm lượng enzyme giải độc trong máu cao hơn. Nghiên cứu trên người bị bệnh đái tháo đường cho thấy betanin cải thiện chức năng gan, giảm cholesterol và làm giảm kích thước của gan. Giúp chống lại bệnh mãn tính. Củ dền cũng giàu chất betanin, một loạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ, và là chống viêm, giúp loại các căn bệnh như mãn tính có liên quan đến viêm như bệnh tim, béo phì và ung thư. Nghiên cứu cho thấy betarenin, sắc tố cho củ dền có màu tím, có thể giúp bảo vệ chống lại các chất gây ung thư. Ngừa táo bón. Một cách để giảm táo bón là ăn các thực phẩm giàu chất xơ như củ dền. Leslie Bonsi, nhà nghiên cứu dinh dưỡng thể thao tại công ty Active Acting of Five của Bichert cho biết, một cốc củ dền cung cấp khoảng 4 gram chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, giúp giảm nguy cơ táo bón, bệnh trĩ và viêm túi thừa. Betanin được tìm thấy trong củ dền cũng đã được chứng minh là giúp cải thiện tiêu hóa. Chỉ cần lưu ý, phân của bạn có thể có màu hồng sau 24 đến 72 giờ bạn ăn củ dền. Cải thiện sức chịu đựng. Rất nhiều vận động viên ăn củ dền bởi họ biết có nghiên cứu cho thấy nitrat làm tăng tính bền vững. Trong một nghiên cứu, những người đi xe đạp uống nước củ dền có thể đạp xe trong thời gian dài hơn 15%. Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Andy John, trường cao đẳng khoa học và đời sống, Đại học Exeter Anh cho biết, nồng độ nitrat cao sẽ xảy ra 2-3 giờ sau khi bạn ăn hoặc uống chúng. Củ dền là siêu thực phẩm của thai phụ. Tăng chất sắt, phòng chữa thiếu máu. Vitamin C trong củ dền giúp cơ thể hấp thu sắt. Acid folic trong củ dền là dạng hòa tan trong nước của vitamin B9, giúp phát triển bào thai và hình thành các tế bào màu đỏ. Betaengine, sắc tố màu đỏ đậm của củ dền, có tác dụng giải độc gan. Gan khỏe mạnh nghĩa là hệ tiêu hóa hoạt động tốt và có lợi cho thai phụ. Nước củ dền ngăn chặn tình trạng tăng cân quá mức khi đang mang thai. Củ dền tăng cường khả năng chịu đựng thể chất khi chuyển dạ, hạ huyết áp và ngăn ngừa khiếm khuyết cho thai nhi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thai phụ cần bổ sung củ dền vào chế độ ăn trong thời kỳ mang thai dưới dạng salad hoặc nấu chung với các loại rau xanh khác. Với củ dền siêu thực phẩm này, cắt mỏng trộn với rau củ nướng để ăn chung, với rau củ nướng hoặc luộc đều được cho là rất tốt cho sức khỏe thai phụ. Làm giảm mệt mỏi. Nitrat có trong các loại rau củ có tác dụng làm giảm quá trình hấp thu oxy, từ đó làm giảm sự mệt mỏi do việc tập luyện gây ra. Andy John, một chuyên gia nghiên cứu cho rằng, chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi hiệu quả của củ dền, vì những hiệu quả này không thể có được từ những phương pháp khác, kể cả việc tập luyện.
Tôi tin rằng các vận động viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư sẽ rất thích thú đối với kết quả của cuộc nghiên cứu này. Dù củ dền là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng loại củ này. Củ dền được xếp vào nhóm rau củ có hàm lượng nitrat cao so với các loại rau củ khác và có nguy cơ gây ngộ độc. Khi vào cơ thể, nitrat sẽ chuyển hóa thành nitrat, kết hợp với hồng cầu thành chất metamorphin, ngăn cản việc liên kết và vận chuyển oxy, gây thiếu oxy ở máu. Khi bị ngộ độc, trẻ có biểu hiện xanh tím, nếu không cấp cứu kịp thời, có thể tử vong. Với trẻ lớn trên 6 tuổi và người lớn, cơ thể có khả năng chuyển hóa, giải độc tốt hơn, sẽ cử được metamorphin, biến trở lại thành hemoglobin. Trong khi trẻ dưới 6 tháng tuổi, sự giải độc này là rất chậm và khó khăn hơn nhiều. Để đảm bảo sức khỏe, phòng tránh ngộ độc cho trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ cần lưu ý, tuyệt đối không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ăn uống nước củ dền. Rõ ràng thì chúng ta không nên bỏ qua một loại thực phẩm vừa ngon mắt vừa bổ dưỡng như củ dền đỏ, đúng không nào? Mong rằng sau những chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể tận dụng và sử dụng loại cây này cho bản thân và những người trong gia đình.